Chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ mở hộp mà loa JBL Charge 3 bên mình. Trong sản phẩm này thì thứ nhất là gồm có loa, có dây sạc, dây AUX và một tờ giấy giới thiệu cũng như là hướng dẫn sử dụng. Mình bật lên rồi và cũng kết nối thẳng vào điện thoại rồi. Bây giờ mình thử cho các bạn nghe chất lượng âm thanh nó thế nào nhé. Làng tôi đây bao năm dài tình kiếm từng lũy tre buồn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng môi. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh mộng mơ, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà con loa này thì âm lượng tương đối to ấy, các bạn nghe trong phòng thoải mái. Đây là mình cho bé đi ấy. Loa JBL này nó còn có điểm hay nữa là nó tiêm pin sạc dự phòng cho các bạn ấy. Ví dụ các bạn cắm lên dây sạc vào cái cổng USB đây này. Cắm vào đâu là đầu phía bên này mình cắm vào điện thoại, nó sẽ tự động sạc cho điện thoại mình luôn. Báo sạc luôn, rất là tiện lợi luôn. Khi nào cầm cái sản phẩm đi chơi thì vừa được nghe nhạc, vừa không lo hết pin. Cô bằng đường mắt chia phố, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lời. Này anh lính thiên, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương từng đêm nghe đạp